Những hữu tình thành tựu ác tuệ, tinh tấn thấp kém, thắng giải thấp kém, không có phương tiện thiện xảo, bị lệ thuộc bởi bạn ác, họ đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa thật khó tin khó hiểu, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng khó tin khó hiểu, do đó quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng khó chứng đắc. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, như Thế Tôn dạy, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đã khó tin khó hiểu cũng khó chứng đắc. Vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin khó hiểu cũng khó chứng đắc? Trong đây hoàn toàn không thể có sự chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo là không, nên trong không không có pháp có thể chứng pháp khác. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không. Vì đoạn hẳn pháp này nên nói pháp như vậy. Pháp này cũng không. Do nơi nghĩa này cho nên đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, nếu có người chứng đắc hoặc pháp được chứng, nếu có người biết hoặc pháp được biết, tất cả đều không. Vì lý do đó mà con suy nghĩ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể dễ hiểu, có thể dễ chứng đắc, chứ không phải khó tin khó hiểu khó chứng đắc. Vì tất cả pháp đều là không, tin biết như vậy sẽ chứng đắc ngay. Phật dạy, này thiện hiện, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, vì người tin hiểu và người chứng đắc bất khả đắc, nên nói khó tin khó hiểu và khó chứng đắc. Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng thật có, nên nói khó tin khó hiểu và khó chứng đắc. Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không có chứa nhóm, nên nói khó tin khó hiểu và khó chứng đắc. Xá Lợi Tử bảo thiện hiện, vì tất cả pháp rốt ráo không, cho nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật rất khó tin khó hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh, đều như hư không. Ví như hư không không suy nghĩ, ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải tin hiểu và phải chứng đắc. Các pháp cũng vậy, đều như hư không, hoàn toàn không có tự tánh. Thế nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin khó hiểu, rất khó chứng đắc. Này thiện hiện, nếu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể dễ tin hiểu, có thể dễ chứng đắc, thì sẽ không có hằng hà xa các chúng Bồ Tát phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sau lại thối lui. Cho nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin khó hiểu, rất khó chứng đắc. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Sắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa sắc có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao chân như của sắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao chân như của thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa chân như của sắc có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa chân như của thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, ý tôn giả hiểu sao sắc có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao thọ tưởng hành thức có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa sắc có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa thọ tưởng hành thức có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao chân như của sắc có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao chân như của thọ tưởng hành thức có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý tôn giả hiểu sao lìa chân như của sắc có pháp
nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý Tôn giả hiểu sao, tỉa chân như của thọ tưởng hành thức, có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Thưa Tôn giả Xá Lợi Tử, ý Tôn giả hiểu sao chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý Tôn giả hiểu sao lìa chân như có pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Thưa Tôn giả Xá Lợi Tử, ý Tôn giả hiểu sao chân như có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Ý Tôn giả hiểu sao lìa chân như có pháp nào có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Thưa Tôn giả Xá Lợi Tử, ý Tôn giả hiểu sao lại có pháp nào chẳng phải sắc vân vân, chẳng lìa sắc vân vân, chẳng phải chân như, chẳng lìa chân như đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối lui không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Thưa Tôn giả Xá Lợi Tử, ý Tôn giả hiểu sao lại có pháp nào chẳng phải sắc vân vân, chẳng lìa sắc vân vân, chẳng phải chân như, chẳng lìa chân như có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không? Xá Lợi Tử thưa, thiện hiện không. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp là chắc thật, là tồn tại thì hoàn toàn không có sở hữu, đều bất khả đắc. Vậy nói những pháp nào có thể đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà có thối chuyển? Tôn giả Xá Lợi Tử bảo thiện hiện, như Tôn giả đã nói, trong vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn không có pháp, cũng không có Bồ Tát, nên có thể nói đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thối chuyển. Nếu vậy thì tại sao Phật dạy có ba hạng người trụ Bồ Tát thừa chỉ nên nói một? Và như Tôn giả nói thì không có sự sai khác của ba thừa mà chỉ có một thừa chánh đẳng giác. Khi ấy Mãn Từ Tử liền bạch cụ thọ Xá Lợi Tử, nên hỏi thiện hiện là chấp nhận có một Bồ Tát thừa phải không? Sau đó hỏi tiếp như vậy, đâu cần phải thành lập ba thừa khác nhau mà chỉ cần có một thừa chánh đẳng giác. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, thầy chấp nhận có một thừa